nồng nhiệt chào đón toàn thể quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đã về dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của cựu học sinh niên khóa 2001-2004 của trường Trung học phổ thông Đập Hà. Trong không khí thân mật hoài niệm của buổi sáng ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tất cả các thầy cô được không ạ? Xin được cảm ơn ạ. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, 20 năm đã trôi qua, ngày hôm nay chúng ta được trở về đây, trở lại mái trường Trung học phổ thông Đập Hà thân yêu. Mặc dù ngôi trường chúng ta có mặt là ngôi trường hoàn toàn mới, nhưng ngôi trường mà tất cả chúng ta đã từng học, đã từng có rất nhiều kỷ niệm của tuổi học trò, và đặc biệt hơn nữa là của lứa tuổi mà chúng ta chưa 18, vẫn nguyên vẹn trong trái tim, trong trí nhớ của chúng mình, của thầy cô. Chính vì vậy mà dù chúng ta có ở nơi đâu, ngồi đâu, thì ngôi trường ấy vẫn luôn luôn trong trái tim, và đặc biệt là được gặp thầy cô và các bạn. Hôm nay giấc mơ ngày trở về đã trở thành hiện thực. Hãy cùng nhau trở về những ngày tháng mộng mơ. Chứng kiến sự thành công, sự tự tin và nhìn vào những ánh mắt sáng ngời, những khuôn mặt rạng rỡ của các em, đó là một điều hết sức phấn khởi.